Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Một giải pháp chữa lành bệnh ung thư tử cung và di căn hạch chậu. Vào tháng 10 năm 2006, chị khám bệnh ở Bệnh viện Hùng Vương, bác sĩ phát hiện chị bị ung thư tử cung giai đoạn B1 gần cuối. Chị đâu ngờ rằng chứng rong kinh là biểu hiện của căn bệnh ung thư này. Nhận được kết quả khám bệnh giống như nhận án tử. Chị nhớ lúc đó là chị chỉ biết khóc thôi, khóc suốt mấy ngày. Nghĩ đến đứa con trai bé nhỏ, nếu không có chị thì nó sẽ ra sao? Nhà chỉ có hai mẹ con, nhà đang ở không phải nhà chị đang ở nhà trọ mà. Kiếm tiền trả tiền nhà trọ cũng đã vất vả lắm rồi, lấy tiền đâu để mà chữa bệnh đây? Bệnh viện Hùng Vương chuyển chị sang bệnh viện ung bướu chuyên khoa để điều trị. Sau khi nhập viện, các bác sĩ ở bệnh viện ung bướu hội chẩn và cho kim 6 kim quanh khối u để không lây lan, mỗi tuần kim 1 kim. Mỗi lần kim thì đều phải gây mê. Sau liệu trình kim 2 tháng, bác sĩ tiến hành mổ cho chị. Lúc này chị đang bị thiếu máu và huyết áp thấp nữa. Bác sĩ khuyên chị ăn mặn, ăn thịt bò để có sức mà mổ. Chị trả lời chị không ăn mặn được mà chị vẫn tiếp tục ăn chay. Trước nay chị đã đi chùa và thường xuyên ăn chay. Chị ăn chay nghiêm ngặt hơn từ lúc phát hiện bệnh này. Các cô, các thầy trong chùa khuyên khi bị bệnh ung thư nên ăn chay để không sát sanh nữa, tránh nghiệp xấu. Sau khi mổ xong, bác sĩ phát hiện thêm bệnh chuyển sang giai đoạn di căn hạch bùn chậu. Chị nói nghe tin chị buồn vô hạn và chị biết khóc. Một bệnh còn chữa không được, bây giờ đến hai bệnh như hai án tử hình, làm sao mà sống nổi. Chị lại nghĩ về đứa con còn đi học. Một sư cô vào thăm bảo với chị rằng đừng buồn vì mọi việc rồi đều sẽ có cách giải quyết cả. Và chị tin vào điều đó. Sau khi cho sinh thiết hạch chậu, bác sĩ khuyên chị nên vừa xạ trị vừa hóa trị. Lúc đó chị đang nghĩ tiền ở đâu mà hóa với xạ đây. Sau đó chị trả lời bác sĩ chị không có tiền để hóa trị lẫn xạ trị. Hiểu được tình cảnh của chị nên mấy đạo hữu trong hội từ thiện với chị đã góp tiền cho chị xạ trị. Cứ mỗi tuần chị em trong hội từ thiện mang tiền đóng trước cho bệnh viện để chị xạ trị. Lúc đó các bác sĩ hội chẩn và cho chị về nhà 2 tuần rồi trở lại bệnh viện để xạ trị. Bác sĩ cho 25 tia trong liệu trình. Mỗi tuần xạ trị 5 tia. Mỗi ngày bắt đầu xạ lúc 8 giờ sáng nhưng đến 4-5 giờ chiều toàn bộ vùng chậu vẫn còn nóng như lò lửa, rất khó chịu. Đến tuần xạ trị thứ 3, chị mới biết đến thực dưỡng trong một dịp tình cờ lên thăm chùa Long Hương ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Sau đó chị nhờ thầy Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương, hướng dẫn ăn gạo lứt theo thực dưỡng để trị bệnh ung thư của chị. Ngoài ăn gạo lứt, chị còn uống lá trên nữ hoàng cung tươi theo cách của thầy chỉ dẫn, lá đu đủ đực. Ngày nào chị cũng trì chú dược sư. Trong lúc nhai cơm, chị đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Những Phật tử tin rằng trì chú dược sư và niệm Phật có thể chữa được bệnh. Thầy hướng dẫn chị ăn gạo lứt theo cách số 7, nghĩa là chị ăn gạo lứt với muối mè, không ăn bất kỳ thứ gì khác. Trong tuần đầu ăn gạo lứt, các chân răng như bị nhõm lên, ê ẩm cả hai hàm. Chị liền điện thoại hỏi thầy nên làm sao, thầy bảo nên ăn cháo thay cơm. Chị ăn cháo được 2 ngày rồi chuyển sang ăn cơm lại. Khi xạ trị vùng xương chậu đau nhức dữ lắm, nằm cũng thốn mà ngồi cũng thốn, hai chân cũng đau nhức và mỏi đến nỗi đi không vững. Vừa đau nhức do xạ trị lại vừa đau nhức do vết nhổ nên khổ sở vô cùng. Do đó ngồi ăn lâu không được, chị phải vịn vách để đi vừa nhai cơm lứt. Mỗi chén cơm lứt chị nhai hơn 2 tiếng đồng hồ. Sang tuần thứ 2 nhai cơm lứt, đau nhức ở vùng chậu và hai chân, mỏi chân đã giảm đi rất nhiều. Răng không còn ê ẩm nữa, trở lại bình thường. Nhưng lại xuất hiện ói mửa và đi cầu phân đen. Đây là những phản ứng thải độc tất yếu xảy ra trong thời gian đầu ăn gạo lứt. Đến tuần thứ 3 ăn gạo lứt, mọi thứ ổn định lại. Sau khi xạ đủ 25 tia trong 5 tuần, chị ở nhà ăn cơm gạo lứt và không uống thuốc nữa. Một tháng sau khi xạ trị, chị đi tái khám. Bác sĩ điều trị hỏi chị còn ăn gạo lứt và ăn chay hay không. Chị trả lời còn, bác sĩ nói tiếp tục ăn uống như vậy đi, vì bệnh của chị cũng đã giảm được 60% rồi. Sau 2 tháng chị ăn số 7, chị cảm thấy tình hình sức khỏe đã ổn định. Chị thấy có cái gì đó thiệt là diệu kỳ. Chị nghĩ chắc chị có lòng thành và có niềm tin hoàn toàn vào Phật Pháp, vào gạo lứt, nên sức khỏe mới hồi phục nhanh như vậy. Được hỏi khi chị ăn gạo lứt, chị có tin rằng chị sẽ hết bệnh không? Chị quả quyết trả lời là có chứ. Sau 2 tháng chị ăn số 7, thầy cho chị ăn theo cách số 6, tức là thêm 10% rau củ, 90% cơm lứt với muối mè. Trong cơm thầy cho, nấu thêm với đậu đỏ hoặc là hạt sen. Chị chỉ ăn cơm đó với nửa củ cà rốt cho mỗi bữa cơm. Chị ăn như vậy kéo dài trong 6 tháng. Sau đó chị ăn thêm một ít rau củ và củ sen. Cũng trong thời gian đó, con trai của chị bị sốt. Chị cũng cùng với cháu ăn theo thực dưỡng, ăn một sáng dây. Đến ngày thứ 3, toàn thân cháu trổ đỏ như băng đỏ. Chị mới đưa vào bệnh viện Vạn Hạnh khám và bác sĩ cho biết cháu bị sốt xuất huyết. Chị xin cho cháu về chứ không nhập viện, không uống thuốc tây, mà về nhà chị cho cháu ăn bột sáng dây, khuấy chín ngày 3 bữa và cho nhịn đói. Sau một tuần là cháu hết bệnh mà không cần uống một viên thuốc nào.
Được hỏi từ khi ăn gạo lứt cuộc đời chị có thay đổi nhiều không, chị trả lời thay đổi hẳn cả cuộc sống lẫn cả tính tình. Ngày xưa hay buồn bực cáu gắt, hồ đồ hấp tấp, bây giờ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng, làm việc gì cũng nghĩ đến cái lợi cho mình và cho người. Ngày xưa không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà của riêng mình, bây giờ cũng có một cái để ở rồi. Trước đây chị đã nghĩ đến việc cho con nghỉ học vì lúc đó quá khó khăn. Bây giờ con chị đã được học đến nơi đến chốn. Con trai chị cũng đã tốt nghiệp cao đẳng và có việc làm ổn định. Cháu rất ngoan hiền, là điều chị hài lòng nhất. Bây giờ cháu khuyến khích chị đi làm từ thiện. Cháu nói làm gì cũng được miễn là chị cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh là được. Chị cho biết mục đích sống của chị bây giờ là giúp cho mọi người, giúp theo khả năng của mình, muốn mọi người có cuộc sống an lạc. Hai việc chị làm thường xuyên bây giờ, làm từ thiện và tụng kinh ở chùa. Chị thường đi với nhóm từ thiện để phát gạo cho thuốc đến những gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa. Chị còn tham gia hai bếp từ thiện ở hai bệnh viện ở miền Tây. Bất kỳ ai nhờ chị hướng dẫn ăn gạo lứt là chị sẵn sàng và rất hứng thú. Nên rất nhiều người nhờ đến chị, nhất là những người bị bệnh ung thư. Chị nói ngày xưa, người giúp mình, bây giờ mình giúp người.哈哈哈，问什么的说呵。